bạn thì bây giờ đang là 2 giờ sáng và ngày hôm nay thôi, một lúc nữa thôi mình sẽ lên máy bay để trở về Việt Nam. Cũng phải 3 năm rồi mình chưa về đấy. Bạn của mình lúc này đang rất là háo hức và đang rất là hồi hộp, thế là mình không thể nào mà ngủ được. Hello mọi người, thì bây giờ là 4 giờ 20 phút. Đó, mình sẽ chuẩn bị và mình sẽ gọi một cái taxi để mình đi ra ga. Vì nhà của mình ở rất là xa ga ấy, và mình có hai cái vali thế kia, thế nên là mình sẽ gọi một chiếc taxi. Ok, mọi thứ đã xong. Đó, và cái cuối cùng nhá, các bạn không được quên nhá. Bạn nào mà về nước hoặc đi xa lâu ngày thì bắt buộc phải dập cầu dao xuống nha. Vali, mỗi cái vali một tay, bây giờ mình không có tay để mà quay video nữa các bạn ạ. Sẽ phải mua vé để đi ra sân bay. Phải mua ở đây cho chắc. Một mình đúng mệt luôn các bạn ạ. Trời, tay xách nách mang này, ba lô này, túi lớn túi bé luôn này. Đã 5 giờ 45 phút. Lại đợi, trời. Đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng mình cũng đã lên tàu rồi mọi người ơi. Có một cái hay của việc đi tàu vào buổi sáng, đó là các bạn có thể được ngắm bình minh cực kỳ là đẹp của Nhật Bản. Cuối cùng đã tới sân bay rồi các bạn ạ. Đông vãi cả lại luôn. Hôm nay là ngày thứ hai và bây giờ rất là sớm nhưng mà đông dã man luôn, đông hơn cái đợt trước mình đưa vợ mình ra sân bay nhiều các bạn ạ. Bây giờ thì mình đang lo một cái, đó là giờ bay nó sẽ bị trễ, bởi vì là hôm qua thì bão nó có đổ bộ vào Nhật Bản và đây là một cái cơn bão mà gọi là khá là lớn. Thực ra không phải khá lớn mà lớn vãi cả cực. Nói chung là vẫn phải là xem thế nào đã. Okay, mình vừa mới check xong và mọi thứ vẫn rất là ok. Mình đi cả một quãng đường rất là dài và mình chợt nhận ra là mình ngu vãi cực. Tại sao mình không nghĩ ra từ đầu nhỉ? Đó, thông minh không, thông minh không? Nhưng là nó vẫn đông các bạn ạ. Trời, đông vãi. Giờ lại ra cái chỗ xếp hàng đông đông các bạn ạ. Mình đã đến từ rất là sớm nhưng mà vẫn không thể nào mà có thể đi sắc rượu các bạn ạ. Mà từ Nhật về Việt Nam thì lúc nào cũng sẽ mua khoảng 2 chai rượu để cầm về bán, được rất là giá luôn. Một lúc mình check in lấy vé thì mình phát hiện ra một cái điều này, đó là mình thấy có khá là nhiều bạn kiểu sao nhỉ, không chọn chỗ ngồi hay sao ấy. Mua vé online mà chưa có chọn chỗ ngồi thì khi mà tới thì các bạn hoàn toàn có thể nói với nhân viên để người ta có thể cho mình một cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ cũng được. Nhưng mà mình thấy hầu như là các bạn không có yêu cầu nhân viên làm điều đấy. Và nhân viên họ chỉ có chọn chỗ kiểu thích vứt ở đâu thì vứt đấy.
Tôi nghĩ trong khu này nó sẽ là cái khu mà bán đồ miễn thuế, những cái thương hiệu lớn nổi tiếng ấy. Kìa quầy rượu kìa, ví dụ như Dior này, Louis Vuitton các thứ, nhưng mà bởi vì là quá là sớm đi nên là không có cái cửa hàng nào nó mở hết ấy. Ê, quang cảnh sân bay này các bạn ơi. Đó, hôm qua là bão, thấy bảo ngày mai bão mới vào và hôm nay nắng siêu to luôn. Di chuyển ra khu vực để lên máy bay, bởi vì là mình bay cái hãng Bamboo nên là nó bị xếp ở một cái khu mà xa vãi cả đái luôn ấy. Đảo mà. Bây giờ mình đã đến khu vực chờ rồi, ngồi đây đợi đến giờ để được bay thôi. 35 phút nữa là bay rồi. Có lẽ là mình sẽ đi quanh đây để mua quà cho mọi người ở Việt Nam. Starbucks này, sao có Starbucks ở đây nhỉ? Starbucks đâu? Wow. Starbucks đối diện nhà vệ sinh. Wow, Starbucks đâu nhỉ? Wow. À kia, con mẹ đóng cửa bạn ơi, các bạn ơi đóng cửa. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cây bán nước mà chỉ bán mỗi nước nhé, bán mỗi nước đúng nghĩa đen thôi. Không bán gì ngoài nước, chỉ có nước. Chuẩn bị vào nhé các bạn nha, chuẩn bị vào chỗ nha. Miễn thuế ở sân bay bán cái gì? Đây là bên trong một cái cửa hàng miễn thuế nha. Chuẩn bị về bố mẹ thôi. Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh thì trời nó hơi xấu ấy, mình chỉ sợ là bị hoãn chuyến thôi. Review nhanh chỗ ngồi của hãng Bamboo thì nhìn chung nó khá là cũ các bạn ạ. Không có màn hình tivi và thậm chí là có chỗ nó còn nứt và hỏng rồi. Nói thật thì bay 6 tiếng mà không có màn hình tivi thì hơi toang. Lúc chuẩn bị sạc máy thì mình nhận ra là nó chỉ có cái cổng cắm USB thôi các bạn ạ. Chỉ có những máy Android và iPhone đời cũ thì mới có thể sử dụng cái cổng này để sạc. Có vẻ như là Bamboo không dành cho những người nào dùng iPhone các bạn ạ. Review nhanh bữa ăn thì gồm có một cái bánh ngọt này, một bát salad và một hộp bơ. Ngoài ra đi kèm còn có một túi tương ớt và một hộp sốt salad. Tiếp nữa là được thêm một cái bánh mì với cả được một hộp đồ ăn nữa các bạn ạ. Bên trong hộp đồ ăn này chủ yếu có khoai tây với cả thịt gà. Ngoài ra thì được một miếng bông cải xanh. Tôi không biết mọi người ăn uống như nào nhưng mà đây là cách tôi ăn trên máy bay. Sau khi ăn thì tất cả mọi người từ từ chìm vào giấc ngủ các bạn ạ. Đang ngủ thì cô nhân viên lại đánh thức cho một cái túi lạc để ăn kèm một cốc nước. Tại sao tôi để đồng hồ ở đây á? Tôi đang sạc pin các bạn ạ. Đó, đồng hồ chạy bằng pin mặt trời mà. Khúc này tôi muốn quay để cho các bạn thấy là thực sự là trời nó rất là đẹp luôn. Ủa mà anh em có để ý là hình như đây là động phủ của một vị tiên nhân nào đấy đúng không? Cái này thì như kiểu là rừng mây ấy các bạn ạ. Trời ơi, tôi thấy các bạn luôn đẹp lắm. Cuối cùng thì đất liền mọi người ơi. À, đây là đất Việt Nam đấy các bạn ạ. Cái khúc này tôi chỉ muốn hỏi mọi người là cái này nó là cái gì vậy? Có phải là mây không? Máy bay đang xé mây để xuống đúng không? Sau khi đáp thì mọi người xếp hàng để cửa máy bay mở cái ra phi ra luôn. Lúc từ máy bay đi ra thì không nghĩ là đông. Nhưng mà cái lúc xếp hàng để làm thủ tục nhập cảnh thì trời ơi, tôi không biết là Việt Nam đang có cái lễ gì nữa các bạn ạ. À. Làm thủ tục nhập cảnh xong xuống lấy đồ thì còn nói trời ơi nữa cơ các bạn ạ. À. Trời ơi, đâu đâu. Đợi 30 phút chưa thấy cái vali của mình đâu. Được một cái rồi, còn một cái nữa các bạn ạ. Chào các bạn, mình là Su. Mình rất nhớ anh Snoopy. Nha, không thấy chuỗi à nhờ. Thế là nó đã nằm đây luôn các bạn ạ. Nằm đây luôn không đi đâu rồi. Cuối cùng thì sau khoảng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng ngồi xe thì đã tới địa phận Lạng Sơn rồi các bạn ơi. Quê mình mà, đặc sản toàn là đồi núi luôn. Xe khách thì giờ không còn phải ngồi nhồi nhét như ngày xưa nữa. Tuyệt vời.
đến Lạng Sơn rồi, ăn chơi thôi, thật là cảm giác.